Rồi anh em hỏi thử tí nhá. Ok bạn chọn anh chưa? Ok xin lỗi đi xe người đi trước. Để ra cho anh xin ống mic đầu tiên đấy ạ. Let's get it. Hello anh em. Tao đến đây và đầu không biết là tao bắt nông dân này nay lại gặp một châu chấu. Thằng này nhìn cũng đẹp sai nhưng đẹp sai nó cả là kiểu sâu xấu. Tao thấy mày hơi dâm nhưng có vẻ này là dâm nó hơi ấu. Gọi cho FBI hay là CIA đến đây để bắt mày. Tao như kiểu là một chú công an sắp dây vào cổ của tao để dắt mày. Nếu như mày là bài nhạc thì chắc chắn bật lên tao để tắt mày. Tao lại đi và một phát tao quay nó gọi là quay là phát này. Để cho mày chỉ nhìn đi đi tao cái loại của mày đúng đắt là như thức. Tao bảo thằng cái thằng lồn này anh em ơi tao bố mới dư sức. Mấy thằng này là quá non. Kéo tiền nào mà khá hơn. Tao chỉ kiểu là bá kiến hôm nay con cá này cũng tính tao hiền. Yes sir. Yeah. 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 Chó nó đi bằng hai cấp. Ok man, bây giờ tao hỏi mày muốn ban ơn. Hôm như hôm nay tao nói rằng là thịt mày ban thân, bố mày là man khôn. Ok man, mày bảo tao chân ngắn thịt mày nghĩ là cân kẹo. Ok man, mày bảo tao chân ngắn thịt tao bảo là chân đèo. Nên là thôi, mày phải im. Bây giờ tao nói mày phải sim. Ok mày như cá mòi. Như cá mòi là bố mày là phải sim. Ok man, tao bảo là Man City. Bây giờ mày đang chân ăn đô, tao khuyên mày nên im đi. Và ok man, loại mày đôi cái mũ làm cái đéo gì. Bây giờ đi mẹ cái trinh của mày, nó đéo thể nào ra bằng bốn keo ly. Ok ok.